Chị Vân Trang chào hai bạn nhỏ. Chào chị Vân Trang ạ. Wow, hai đứa đang chơi đá banh hả? Chà, cuộc sống rất là lành mạnh, siêng năng luyện tập thể dục thể thao rất là tốt cho sức khỏe. Chị phải học tập hai đứa nhiều lắm đó. Tụi em đang tập với nhau để thi đấu với đội khác cho tuần tới đó ạ. Nhà em đốc thúc mà cỏ ngầu mới chịu động tay động chân đó chị. Không dám đâu nha, để không cần ai nhắc nhở nha. Hãy xem đây. Ủa dạ, cái gì vậy nè? Thôi chết rồi, em đá mạnh quá, không chừng trúng mấy bạn trong vườn nhà nữa rồi. Để chị vô coi sao nha. Cái mặt mình đau á. Ôi, ôi răng lại chảy máu nữa. Ôi, trời ơi, Rau Dền ơi, em có bị làm sao không? Em bị trái banh đập vô mặt, trúng chân răng nên bị chảy máu rồi. Có Đốc Thực Khỏe ở đây, con an tâm nhé Rau Dền. Ờ, Đốc Thực Khỏe ơi, em ấy bị chảy máu chân răng rồi, Đốc Thực Khỏe có cách nào giúp không? Chứ để lâu nguy hiểm lắm đó. À, để ta gọi Cỏ Ngọt ra. Hả? Thôi thôi, thôi mà, Đốc Thực Khỏe đừng có phạt Cỏ Ngọt mà. Cỏ Ngọt chỉ vô tình đá trái banh, trúng vô Rau Dền thôi chứ không có cố ý đâu. Dân Trang hiểu lầm rồi, ta gọi Cỏ Ngọt ra là để giúp Rau Dền chữa hết chảy máu chân răng đó mà. Dạ, các con đã rất tức khỏe. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng Cỏ Ngọt như thế nào để có thể chữa hết chảy máu chân răng hả Đốc Thực Khỏe? Trong Cỏ Ngọt chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn mạnh, nên mọi người chỉ cần lấy Cỏ Ngọt rửa sạch, sau đó có thể xay nát rồi pha với nước để làm dung dịch nước súc miệng hàng ngày. Nếu duy trì việc này thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa và chữa chứng chảy máu chân răng ở những người mắc bệnh viêm lợi và giúp chăm sóc tốt hơn cho răng miệng. Vân Trang chỉ nghĩ là Cỏ Ngọt có thể thay thế được cho đường mía thôi, chứ không ngờ là em ấy còn tốt cho sức khỏe của chúng ta tới vậy luôn. Chưa hết đâu nha, em còn có thể chăm sóc da như giảm tiết bã nhờn, làm giảm các nếp nhăn, giúp làn da trở nên trắng sáng hơn, chống viêm da và ngăn ngừa mụn trứng cá đó. À, ngoài ra mọi người có thể kết hợp Cỏ Ngọt với các loại cam thảo hay trà atiso uống mỗi ngày như là nước bình thường, có tác dụng thanh nhiệt giải độc cho cơ thể rất là tốt. Công nhận bạn Cỏ Ngọt hay thiệt luôn đó Đốc Thực Khỏe, cho con uống nước hết chảy máu chân răng luôn. Cỏ Ngọt, bây giờ chị nói cho em nghe điều này nha, chị rất là ngưỡng mộ em luôn đó. Cảm ơn chị đã quá khen rồi. Quý vị ơi, Cỏ Ngọt của chúng ta còn rất là nhiều những công dụng khác nữa mà trong chương trình lần sau Vân Trang sẽ giới thiệu cho mọi người biết nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Đốc Thực Khỏe và các bạn nhỏ trong khu vườn nhà của Đốc Thực Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị nhớ đón xem chương trình Đốc Thực Khỏe.